tội, tự vật tụi phòng dương độ chúng thế giới bình an. Nam mô dị nguyện cầu của quyền hấp tổ tịnh độ siêu sanh. Nam mô tâm nguyện cầu phủ mở đại đường tân lâm phước họ và mở quá khứ trực chỉ tây phương. Nam mô Nam mô A Di Đà Phật. 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 Rồi ngồi xuống đây đi, huynh đệ vừa đi vừa niệm Phật chứ là người ở đâu xuống đây? À, tôi không biết tôi ở đâu nữa. Bây giờ không biết ở đâu, dỡ nó xuống coi. À, dỡ nó xuống coi, răng cỏ gì rụng hết trơn rồi. À, rồi nhiêu tuổi? Không có biết tuổi đâu ơi. Ngó nghe mà hình nói nè, nhiêu tuổi còn không biết. À, không. Rồi vừa đi vừa niệm Phật chứ phải không? Dạ. Rồi đi mà niệm Phật như vậy là đi từ đâu tới đâu? À, đi từ đâu tới đâu? Đi đi hoài, khi nào ngủ thức đi sáng đêm chứ không có ngủ. Nghĩa là đi sáng đêm không ngủ. À, đi tối ngày sáng đêm như đó. À, kính thưa quý vị, đây là một chuyện là có một nhân vật rất lạ nha quý vị. À, nghĩa là mà người ở trên núi nào cũng không biết luôn phải không? Ngó vô đây nè. Bây giờ tên là gì? À, tên gì? Không có biết tên. Tên cũng không biết luôn. Dạ. À, kính thưa quý vị, đây là cái chú này nè. Tôi đã gặp nhiều lần. Cứ đi mãi như vậy đó. Vừa đi vừa niệm Phật, tuổi cũng không biết mà tên cũng không biết. À, là chỉ biết niệm Phật không phải không? Dạ. Yeah. À, rồi cách ăn uống làm sao? Hả? Ăn uống làm sao? Ta thấy tội nghiệp ta cho sao đồ đó với cho nước đồ. Ta thấy cái gì tội nghiệp là ta cho vậy phải không? À, thấy đi tội nghiệp. Ờ, à, thấy đi tội nghiệp thì tôi thấy chú rồi tôi cũng tội nghiệp đó. Dạ. Yeah. À. À, bây giờ kính thưa quý vị, đây có Mạnh Thường Quân thấy bất ngờ gửi trước cho là 55.000. À, đây là cô quý nè. À, cho 55.000 đó ha. Dạ. À, còn bây giờ nè, cái phần của tôi là YouTube Quỳnh Nam Việt. À, cho 5 kg gạo nhưng mà chú không lấy gạo. Dạ. Thế đó là 100.000. À, tôi cho 100.000 nè. À, rồi cảm ơn sao nói coi biết cảm ơn không? Ngồi đây nè. À. À, xin cảm ơn. Cảm ơn cái gì rồi nói rõ ràng coi. Tôi không biết gì nói cho đâu. Không biết nói gì cho hả? Dạ. Với là rồi cách ăn uống sao đâu kể hết sự tình mỗi ngày đi vậy tính đi đâu. À, rồi nói hết coi. Đi người ta thương ta cho xôi ăn. Ờ. Thương thì cho xôi ăn. Ờ, không thương thì đi hoài. Ờ, đi hoài đi tối ngày sáng đêm. Đi tối ngày sáng đêm. À, rồi có cái ông bà gì hành không mà đi vậy? Không có hành nữa chứ hả? À, đi hoài không có ngủ mà. Đi hoài không ngủ. Ừ. À, rồi là nhà cửa quê quán tên tuổi gì cũng không biết gì hết trơn. Không biết gì hết trơn. Sao kỳ cục với ông tự trên ông rơi xuống. Ghê vô. Ít ra ông cũng phải biết quê quán tên tuổi nhà cửa ở đâu à, chứ đâu mà không biết cái gì hết trơn rồi vậy đó sao cũng có thơ vô lý đó. Bây giờ nè ông khai thiệt đi. À, tôi có bé. Ừ. Khai thiệt đi, nghĩa là hoàn cảnh gia đình sao, trắc trở làm sao à, rồi ai biểu ông đi niệm Phật như vậy? Đâu có đâu, tại vì tôi đi cái niệm Phật này là tự tâm hay sao? À, tự tâm mà không biết gì hết trơn, chỉ biết câu niệm Phật thôi phải không? Dạ. Phải vậy không? Phải. Đâu niệm lại tôi nghe coi. chờ chút thôi. Đâu niệm đi, niệm cho nó rõ ràng coi. À, niệm đi, niệm Phật đi. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Rồi ông biết cái nghĩa niệm Phật này là như thế nào không? Không. Niệm Phật còn không biết nghĩa gì trơn hả? tại vì cái nghe tên niệm Phật là tôi bắt chước thôi ơi. Nghe niệm Phật bắt chước vậy thôi. Dạ. Chứ cái nghĩa lý gì cũng không biết cái gì hết trơn. Dạ. Kính thưa quý vị, đây là chú này nghĩa là nhận định về tiểu năng trí nạ trí tuệ là cũng không đúng. Cũng biết mà chỉ biết niệm Phật thôi. Dạ. Rồi có đi phá phách gì không? Không. Không phá phách gì hết trơn. Không có phá phách gì hết trơn á. Rồi niệm Phật như vậy người ta có cho tiền nhiều không? Không. Tao có cho, tao cho sôi ăn với cho nước lạnh uống không à. Cho sôi cho nước lạnh phải không? Dạ. Rồi sáng giờ ăn uống gì chưa? Chưa. Rồi tắm rửa làm sao? Tắm rửa rồi cái người ta cho tắm nhờ. Cho tắm nhờ? Dạ. Ai mà cho tắm nhờ là ở đâu, tắm nhờ ở đâu? Tại người ta thấy tội nghiệp người ta cho tắm nhờ, người ta cho cơm ăn. Tất nhiên đi tới đâu tắm tới đó phải không? Dạ. Cái này là cũng hơi khó xử à. Rồi bây giờ như thế này có nhiều hướng giải quyết, có đồng ý không? À, có nhiều hướng, thí dụ bây giờ đi vô nhà từ thiện làm từ thiện thuốc nam với người ta chịu không? Chịu. Hả? Chịu. Chịu phải không? Dạ. Rồi chịu phải bây giờ quay ngay đây nè. Chịu là phải biết tên họ này kia, người ta vô danh sách người ta báo cho chính quyền nơi cư trú có người ở, tên họ không biết gì trơn á. Bây giờ nói thiệt là biết cái tên là tên gì? À, tôi không biết tên thiệt chứ không. Tên của mình cũng không biết luôn phải không? Dạ, biết, tại không biết. Rồi bây giờ kêu ông, muốn kêu ông kêu bằng cái gì? Kêu bằng ông niệm Phật tao biết à. Kêu bằng ông niệm Phật chứ hả? Dạ. Ông cái ông ở đâu đó. Mấy ông niệm Phật ông gặp đâu là biết tôi. Đi muốn tìm ông là hỏi cái ông chạy được hỏi biết ông niệm Phật không à, rồi người ta mới chỉ cho tôi. Bây giờ tôi hỏi thiệt nè. Dạ. Đi niệm Phật vậy là được bao lâu rồi? Cũng 8 năm mà. 8 năm rồi. Dạ. Ông mẹ ơi, sao mà tôi thì thật tế quý vị, nghĩa là thỉnh thoảng khoảng chừng 2 tháng hoặc 3 tháng thì gặp cái vị này đi niệm Phật ngoài đường một lần. Quay đây nè, không có mình niệm Phật cũng tốt quá, có đâu không vậy? Đâu quá tốt quá. Tốt rồi. Nghĩa là 2-3 tháng mới có một lần. Mới có một lần vậy là cứ đi đường này khoảng 2-3 tháng lần rồi. Chú này đi vòng vậy đó, rồi cái là không xác định phương hướng. Có xác định phương hướng gì không? À. Cứ đi lang thang đi mãi rồi không xác định gì hết phải không? Rồi bây giờ mình niệm Phật vậy mình ước muốn cái gì? Hả? Ước muốn cái gì? Bây giờ ước muốn cái gì? Được chết nhẹ nhàng. Chết nhẹ nhàng. Dạ, khỏi tội lỗi thôi. Khỏi tội lỗi. Trời ơi, vậy là đấy, mình xui đi khỏi bắt tội phước vậy nha. Biết niệm Phật chết nhẹ nhàng, khỏi tội lỗi gì hết ha. Dạ. Đi rồi cho nó nhẹ không á. Bây giờ xin hỏi cô quý cái nè. Cô thường gặp chú này đi niệm Phật như vậy là nhiều lần lắm phải không? Em gặp lần đầu. Lần đầu hả? Dạ, em mới gặp lần đầu à. Bởi vì hôm hổm em mới nói với anh là chừng nào có cho em hay đặng mà có xin tấm đất gì đó. Em cho như có cái ba lô ở đặng để đặng đó kìa. Dạ. Chú nói gì đặng lấy cái ba lô nha. Không, quên cái người ta cho đồ gặp thôi hả? Ấy cần mùng gì tôi cho cái mùng. Tội à. Chú này nói rõ là không biết tên tuổi, không tên, yeah. Không tuổi, không nhà, không cửa, không biết mình ở đâu. Ta cứ đi niệm Phật đi xuống à. Dạ. Yeah. Đó. Dạ. Yeah. Giờ đăng lên YouTube đi anh coi người nhà nhiều khi biết đó người ta tìm. Rồi kính thưa quý vị thì cảm ơn cô quý rất nhiều nha. Dạ. Em mới gặp có cái ý kiến của cô quý thì chúng tôi sẽ đưa nhân vật này lên trên mạng xã hội để quý vị nào có thân nhân bà con rước về để lo tắm rửa tịnh niệm lại cho tu tại gia đi, để đi thấy cực khổ á. Tôi có ý kiến vậy, chịu không? Chịu. Chịu phải không? Dạ. Thí dụ như chú mà có bà con nào đó đến nhìn chú rước chú về chứ chịu về phải không? Dạ. Chứ mình đi vậy hoài là
người không hướng đi, không định hướng gì hết trơn sao được. Rồi đến lúc bỏ xác là sao? À, đến lúc bỏ xác là sao? Tính bỏ xác kiểu sao? Đó, mình bỏ xác là cái phạt rước mình đi. Rồi đúng rồi, nó nói vậy tôi chịu, phạt rước mình đi. Cái đó là rước mình đi về chờ rồi đó qua. Ờ, thì đi về được có trên. Mà chắc cứu vậy không? Chắc cứu đi đi có trên đó. Kính thưa quý vị, đây là nhân vật rất là lạ. Thôi bây giờ ông ứng cơ, ông nói cơ, nói pháp gì thời buổi sao đâu, nói nghe coi. Thấy rồi đó, mình phạt về được có trên. Chỉ vậy thôi hả? Dạ, mình nguyện vậy đó ông ơi. Nguyện vậy thôi hả? Dạ. Kính thưa quý vị, cái chú này thì lúc trước thì thấy sức khỏe còn nha, nhưng mà càng đi thấy sức khỏe cũng hơi càng kém rồi đó, mà tên tuổi nhà cửa gì không biết gì hết trơn á. Thôi bây giờ chào khán giả ăn cái coi được không? Chào khán giả đi. Chào, không biết chào. Không biết chào hả? Dạ. Thành tự ra lời lẽ gì cũng là không biết gì hết trơn. Thành tự ra quý vị cũng thông cảm những trường hợp như thế này nha. Người rất là hiền, không phá phách gì của ai hết phải không? Dạ. Nhất định có thầy không? Có thầy không phá gì hết. Thầy đâu phá gì đâu. Thí dụ gặp người ta rớt 100.000 lụm không? Không, tại cái mình lụm mình đưa cho người ta. Mà người ta mà thí dụ mà không có ai trơn mà thấy 100.000 cũng lụm bỏ túi xài chứ. Không có, tôi đi luôn không ơi. Đi luôn hả? Người ta rớt là lụm về. Bây giờ lụm bây giờ và không có tỷ mình lậm bao nhiêu rồi cũng xài cũng hết tao ơi. Cái đó vì người ta nói mình tham. Chẳng thèm mình cho người ta cho thì lấy phải không? Dạ tỷ gặp không có lậm. Rồi tỷ thà cho lấy với mình làm vậy. Bây giờ ông lậm 1 triệu rồi, bây giờ ông xài cũng hết. Cũng như ông chạy xe ông lậm 1 triệu bạc rồi giờ xài mấy hồi hết. Mang cái tiếng tham. Thì bây giờ hồi nãy là tôi trên YouTube mình Năm Việt. Thế là 15 kg gạo là 100.000. Dạ. Với cô quý đây là cũng là cho 55.000. Dạ. Nhiêu đó xài được mấy bữa? Cũng xài dính cũng qua cái Tết rồi đi nữa. Qua Tết đi nữa. Dạ. Mà không qua Tết là ở đâu? Không qua cái Tết này để đi qua Tết thì tôi mới đi nữa, tôi đi đường khác nữa. Đi đường khác ha. Dạ, phải đi đường này không, lâu lâu rồi tôi vô ra vậy đó. Lâu lâu là đi vòng vòng hoài á. Lâu lâu tới tôi vô đường này, tôi đi đường khác. Chứ đâu phải đi hoài. Rồi đi như vậy mà người ta gặp ta có cho tiền nhiều không? Để tôi gặp ta cho 1.000, 2.000. 1.000, 2.000. Dạ. Mỗi thấy một ngày vậy được chừng mấy chục ngàn? Được 40.000, người ta thấy tội nghiệp đó, rồi ta cho đâu có cho nhiều quá, 1.000, 2.000. Thì thôi bây giờ trong túi có 155.000 rồi. Dạ. Cứ đi tìm gì ăn uống đi ha. Dạ. Rồi tìm chỗ nghỉ ngơi ha. Rồi ăn hết tiền hay đi nữa. Dạ. Nha. Thôi cảm ơn rất nhiều nha. Dạ. Đâu cho chào khán giả, cảm ơn khán giả gì đi. Tôi quý cô ơi. Không biết dạ. Kính thưa quý vị, clip video đến đây chấm dứt. Kính chào quý vị. Đưa tay phát vậy nè. Tôi có biết. Không biết hả? Dạ. Rồi cảm ơn. Rồi dạ. Đi. Dạ đi nha. Đi dạ. Đi. Nam mô A Di Đà Phật. Đâu không thuốc. Nam mô A Di Đà Phật. Ngài bèn xét ở trong Phật chúng, các chúng sanh đều có như ta, bị vô minh vọng tưởng dạy ta, nên quay lộn ta bà cõi khổ. Lòng thương chúng thuyết phương tịnh độ, đặng dắt diệu tất cả chúng sanh,
nếu như ai cố chí làm lành chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc. Cả vũ trụ khắp cùng vạn vật, dầu tiên phàm ma quỷ súc sanh, cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an dưỡng. Chỉ một kiếp Tây phương hồi hướng thoát mê đồ, dứt cuộc luân hồi, xét cõi trần sông khổ dạt trôi, vô lượng thứ ở trong thế gian. Lời Phật thuyết ta xin nhắc lại, ta bà khổ, ta bà lắm khổ, có bao người xét cho tột chỗ, tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui. Cảnh thanh minh sẹn báo nặc mùi, nào ai rõ cái vui triệt đau. Nam mô A Di Đà Phật.